Nếu một lần chào rất cảm ơn các bạn đã like con sớm 1 năm 8 trên của chúng ta. Tốt hơn được không? Mình kêu mọi người rất nhiều. Chúng ta hôm nay cũng rất là vui và rất là đứng ở trong. Em đứng ở để quân quỳ cái bàn nâng chứ không được ngồi nữa. Quân quỳ đó mà lúc mà khi mà opening nó tự nhiên là cảm giác chực khóc tới nơi, bởi vì cảm ơn mọi người rất nhiều đến ngày hôm nay luôn. Trước khi em hát cho em xin ngụm nước được không nhỉ? Cái này là bây giờ sao xuống nữa thôi tạm đó. Em thấy 8 muối nó cũng không có lợi lắm đâu mọi người. Mọi người biết không, tính là ngày hôm nay cũng có một cái chương rất đặc biệt, là chương chưa bao giờ thì cái việc mà có 8 múi đứa quân cũng chưa bao giờ có. Dạ tụi này mình giúp cho chót đi đâu vậy em? Rồi anh cảm ơn. Dạ, và vừa rồi mọi người vừa mới nghe 3 ca khúc Xin Mưa Rơi Nhanh, Thả Vào Mưa, và ca khúc vừa rồi là ca khúc được gọi là ca khúc debut của quân, ca khúc Chuyện Mưa. Lâu lắm rồi quân mới hát lại và như một lời chào đón tất cả các anh chị các bạn đã có mặt ở live concert ngày hôm nay. Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ thì xin lỗi mọi người bởi vì bắt mọi người đợi lâu, tại vì là đồ của em hơi quằn á, mặt nó hơi cực. Dạ rồi, anh thấy em đã màu vàng mới sai đấy. Em chọn mọi người màu vàng để anh màu hồng tỏa sáng đó. Đó phải lý do mà anh chọn lightstick cho chung mọi người là màu hồng đó, đúng không mọi người ạ? Em rất hợp màu hồng. Con đẹp không ở quý vị? Đâu, trong em không biết mấy anh chị thế nào, nhưng mà trong giới cũng có một cái ấy là khi mà mình đi diễn mình không nên khen đẹp sẽ không có được may mắn hay sao á. Nhưng mà đang trộm đi á. Mình phải kêu là cũng được thôi. Tạm tạ. Cũng ok, trông cũng ngon thôi, không được cũng được. Không có xuất sắc lắm, đó. Thế hôm nay ở trong cái tầm view này với tất cả những người yêu thương anh, chắc là mình có những cái cảm xúc mà mình muốn chia sẻ với mọi người đúng không anh? Thật ra thì nói chung là sau khi hát 5 bài vừa rồi thì thật ra là cũng còn rất là hồi hộp á mọi người. Tại vì là cũng biết là lần đầu tiên Quân làm á, nên là thật sự nếu như ngày hôm nay có gì chưa hoàn hảo, còn gì thiếu sót thì mong mọi người bỏ qua cho được không ạ? Mọi người rất nhiều. Đây là, nhưng mà thật ra là khi mà mình đã làm được một cái rồi thì mình sẽ có tiền đề để làm nhiều cái tiếp theo. Mặc dù không biết là có tiền không, nhưng mà thôi cứ nói vậy đó. Người ta thường nói là the imperfections makes perfect. Cái gì mà không hoàn hảo mới chính là cái sự hoàn hảo. Bây giờ thì không gian của sân khấu cũng đã thay đổi sang một cái màu sắc rất là đặc trưng. Đặc trưng, đặc trưng ai? Đặc trưng thì bây giờ mình biết nè. Không ai đặc trưng ở đấy, đặc trưng á. Rửa thi. Vậy thì ví dụ như là nhà anh là hướng gì nhỉ? Nhà anh hướng Đông Bắc. Anh hướng Đông Bắc? Là đón mặt trời lên á. Ủa không nhỏ, em biết đâu. Em nói thế thôi. Nhưng mà thấy mặt, chắc là hướng Đông đó, tại vì thấy mặt trời lên mà. À đón mặt trời lên, thế có anh có thích ngắm mặt trời lặn không? Không. Không hả? Thực ra là mọi người, em không biết, em cũng nghĩ là nhiều người giống Quân, tức là khi mình mua nhà mình không có... Có nhiều người ban đầu mua mình sẽ để ý tới cái view đúng không? Sau đấy thì mình đóng rèm 24/24, không bao giờ mở view ra xem. Là Quân là một người như vậy đấy ạ. Dạ. Nên là cũng không biết, không có anh cũng không nhu cầu ngắm. Không nhu cầu ạ. Ngày hôm nay chúng ta có nhiều view rồi, nhưng mà anh có biết điều gì không? Anh là cái view đẹp nhất của mọi người. Cái view đẹp như thế này thì em nghĩ là anh em mình nên selfie một cái. Đúng đấy ạ. Mọi người cho Quân chụp tấm hình được không ạ? Dạ rồi. Mà cái đầm này khó quá vậy. Đây, điện thoại của anh đây. Rồi, mày quá không quảng cáo đấy mà. Mọi người đây không ạ? Chúc mừng. Lâu quá, như mọi người nghỉ. Xong khoai táo chứ. Cho anh em nghỉ một chút để lát nữa hát cho sung ạ. Rồi, ok. Trời ơi. Nó không được thành công lắm hay sao vậy ạ? Thế hả? Thôi nhá. Tay anh thật ướt thôi, cho bỏ đi. Thôi bỏ. Đây là mình chọc đi xong. Ủa? Đây mọi người lại muốn chọc đi. Thôi xong đi. Anh cung gì ha? Anh trai mình cũng phải cung thiết bị cung vậy. Đâu, mình muốn MC mình phải hành đó chứ mọi người. Rồi, xong đi rồi nha. Rồi, mọi người ơi. Sẵn sàng chưa anh? Dạ. Aerobe hả? Aerobe. Đừng có vậy.
Chắc làm cái quầy Android trước. Mà có biết là dùng điện thoại gì đâu mà Android. Rồi bây giờ thì trước khi Android thì bây giờ Quân có một cái công việc phải làm ngày hôm nay. Đó chính là mình phải làm sao để đi xuống được dưới kia một cách thật là mượt mà, dạ, mà không phải là bay xuống. Thì bây giờ mình phải giả bộ mình cùng với ekip mình làm một cái màu mè gì đó để cho nó hiện thực hóa cái việc đi xuống cho nó. Dạ đúng không ạ? Chứ em không sao đứng ở trên đây được. À, bài đầu như vậy đứng đây. Bài đầu mình đứng đây nha, nhớ những kịch bản nha. Ok, thôi bây giờ thôi đừng nói tầm bậy nữa bây giờ. Thì cái sau rất tươi tấu hài. Rồi bây giờ thì Quân sẽ làm một cái công tác là nhét là thả một cái gì đấy xuống mà em có cái gì trong đây cho nó. Hôm nay mọi người là xin giới thiệu một tí về bộ đồ ngày hôm nay, em không biết em mặc cái gì. Mà em thấy sau lưng mình có một con mannequin, em nghĩ là chắc là cũng sẽ ván cái người mình thôi nên em sẽ tự nguyện ván cái người em. Xin cho em xin hai anh dancer đẹp trai ván người em được không ạ? Bước bên con tình yêu nè. Mọi người vỗ từ từ, anh rối. Rồi. Trời ơi, 15 năm có cơ hội làm gốc lần trong đời. Em biết là sao mọi người hú rồi. Nhưng mà không, tôi đâu dễ chiều chuộng mọi người như vậy được. Bây giờ em sẽ hát một cái bài. Thật ra cái chương này của Quân mọi người hỏi lý do tại sao là chương căn phòng phía Tây. Tại vì là trong video em nói điểm lâu nha. Căn phòng phía Tây tại vì là mọi người biết là Quân có một thời gian dài mình bị rối loạn tâm lý và mình không đi hát được. Thì ngày đó thì mình chỉ có thể ở nhà đúng không mọi người. Mình ở nhà và mình trốn ở trong bốn bức tường đấy. Thì ngày hôm nay Quân muốn đưa lại cái tâm sự đó đến với mọi người ở cái chương thứ hai bên tên căn phòng phía Tây này. Và cái ủa sao nó rụng mất bên của em vậy? Anh dancer đẹp trai ơi, anh đi luôn rồi. Thôi một bên cũng đẹp. Dạ. Ồ, anh đã đến dù trời bên này vậy. Thiệt đồ hoàng quá luôn á. Live show lần sau mặc áo thu quần riêng nha. Dạ. Thì mình nói về nỗi cô đơn nãy giờ mọi người thấy là tất cả các bài đều nỗi cô đơn đúng không? Thì bây giờ em sẽ gửi tới mọi người một bài rất cô đơn. Đó là cái này là nỗi cô đơn cùng cực đó mọi người. Không còn gì hết trơn. Nhưng em vẫn còn một thứ rất là quý giá, một cái. Tuy là mình còn gì hết ở trên sân khấu nhưng mà bây giờ mình hiện tại cũng có một thứ rất quý giá, đó chính là vị khách mời đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mọi người cùng một dành tay thật lớn cho Thùy Chi. Rồi bác Hoàng không thua gì mình rồi. Ủa găng tay này mùi vũ đàn phải không? Vũ đàn nó giống. Em xin chào tất cả các anh chị đang tham gia trong live show của Trung Vân ngày hôm nay ạ. Tôi trả lời bác là găng tay này không dạ. Dạ đây. Nhìn giống tí nâu ạ. Hôm nay biết là bạn mình rất là lồng lộn, rất là chặt chém, thế nên là cũng phải cố gắng. Mặc dù rất là giản dị rồi, thì biết là màu hồng đậm thì là màu hồng phớt phớt thôi. Dạt nhiều nước cho nó nhạt nhạt đi. Bây giờ cái găng tay này không phải của vũ đoàn đâu ạ. Cái này là tôi biết bác là thánh mưa ấy, nên tôi phải đeo bao tay chống nắng cho nó có sự gì không phải. Tay mình đeo lưng thì mình đeo chúng mình cùng đó. Hai đứa mình đấy là mình là trên mạng mình rất là nghiêm chỉnh mà bác đúng không? Đấy mọi người biết là tôi cũng rất nghiêm túc đúng không ạ? Tôi đừng hỏi nữa. Thật ra em cũng thấy là sau rất là nhiều năm hoạt động trong nghề, tôi cũng thấy là khi mà mình hỏi mình đừng nên câu hỏi là phải không ạ? À? Tại vì mọi người sẽ trả lời là không. Rồi thật lớn dành cho Phượng Hoàng Lửa các bạn.
xin cảm ơn tất cả quý vị. Những bộ đồ mà cái ôm thật là khó khăn. Đẹp thì có đẹp nhưng mà khó thở. Hôm nay con bướm lại màu đỏ à? Đâu, đêm của con mà anh phải cho con... Tại vì là thầy nhắn tin cho ngoại bảo là con là xanh. Bướm xanh mà ngoại là chim đỏ cơ mà. Chim đỏ. Con kể ngoài cứ kể con đi. Bây giờ đồ xong rồi cũng phải mặc thôi. Số Hà Nội em sẽ làm bướm xanh cho mọi người nhỉ. Rồi, bây giờ... Bạn chào mọi người đấy ạ. À? Chào rồi. Chào rồi đấy ạ. À? Chào. À, Hà xin gửi lời chào yêu quý nhất đến tất cả quý vị và cảm ơn quý vị đã tới đây để ủng hộ Trung Quân. Nhân vật chính hôm nay và cảm ơn tất cả các đồng nghiệp của chúng tôi đang ngồi rất long trọng ở dưới và cũng như các đồng nghiệp đã tham gia hát cùng với Quân và đánh đàn cho Quân trong đêm này. Xin cảm ơn tất cả mọi người vì một đêm hân hoan trong 15 năm của Trung Quân. Ngày hôm nay thì Quân mời chị Hà Trường không chỉ với mục đích là được có chỉ có hạn chế để chị Hà có mặt ở đây mà mục đích gọi là thỏa niềm mong ước của một fanboy là ngày xưa là ngoại là thần tượng của mình, bây giờ phải mời ngoại tới hát và bắt ngoại phải hát theo ý của mình mọi người ạ. Dạ. Thì hôm nay ngày xưa đến bây giờ thì sao? Ngày xưa thì đã bây giờ thì phải ngoại phải chịu thôi. Nhưng ngoại đến đây rồi mà. Nếu không bắt gì là ngoại phải hát đấy. Cho ông chảnh nốt live show của ông đến live show của tôi thì chảnh lại. Live show chị Hà mà chắc mình trốn mọi người. Live show của Hà Hà sẽ bắt Trung Quân hát nhạc bolero. Thế là lại cháy vé à? Ông con người đâu không ai mua vé nữa. Nhưng mà hôm nay thì là đến hát cho vui này thôi, còn để là để găm cái việc khác là có thể là sắp tới lúc nãy Quân nói là cái gì? Quân sắp ra một bài mà chưa biết là bao giờ đúng không? Dạ. Thế thì là Hà với Quân chắc là cũng sẽ sắp có một bài mà cũng chưa biết là bao giờ. Mọi người cứ ghim sổ lại đấy đã. Chắc là cũng sẽ nhanh thôi. Và hy vọng là sẽ có một tác những cái tác phẩm mới để gửi đến quý vị nay mai. Tại vì hai chị em đi hát tour với nhau cũng khá nhiều. Mass Singer nó có duyên thế cơ chứ lại. Tức là từ cái hồi thi tới giờ là từ Hà tính ra là từ 2022 tới 2023 thì gặp nhau hơi bị nhiều. Hơi bị biết là có bao nhiêu mồ hôi dầu ở trên mặt. Lượng là biết được hết. Hai chị em đi tour với nhau là cũng từ Mỹ này đúng không? Rồi lại qua Việt Nam xong rồi ngày mai kia lại đi Úc và New Zealand nữa. Cho nên là nhất định sẽ trong tương lai thì quay trở lại hát với khán giả thì phải có bài mới chứ không lẽ lại cứ cover lại mấy bài cũ mãi. Mà cũng thấy hơi thì lâu. Có ủng hộ thế không ạ? Cũng thấy là hơi lâu tại vì mọi người biết không, chị Thu Minh ngồi ở dưới cũng mời Quân, cũng gọi Quân hát từ rất lâu nhưng mãi với năm vừa rồi mới được hát với chị Minh. Anh Đàm cũng kêu hát mà chưa thấy anh Đàm ra bài thì Quân bị mãi chắc là lâu hơn. Xem thái độ của Quân thế em nhắc khéo đấy. Dạ rồi, xong rồi. Ok, ngày hôm nay thì giống như mọi người cũng đã biết là... Để ít bướm hơn mà, dạ. Bướm hơn, ngày đó con kia nó là con bướm chúa, còn con này nó là con bướm con. Bây giờ em sẽ... Có gì hot không? Đấy à. Không thấy được màn hình luôn đó mọi người. Và ngày hôm nay thì mọi người biết là giám đốc âm nhạc của em là một người rất là tuyệt vời. Xin mọi người dành thật lớn cho nhạc sĩ Đức Trí ạ. Em rất là may mắn bởi vì ngày hôm nay có âm Trí gọi là bảo kê phía sau thì mọi người có những set nhạc rất là hay như vừa rồi. Và để tri ân anh Trí thì anh Trí có đôi lời chia sẻ với em không ạ? Được, anh Trí nói được không? Anh Trí có lời khen mà khen không anh? Chị mua cho anh Trí căn nhà chứ. Xin chào các bạn. Em định muốn anh nói cái gì? Anh khen em đi.
Từ nãy giờ ai cũng khen em hết rồi, cho nên là không khen nữa. Nhưng mà em thì tuyệt vời rồi. Ở đây, trong tất cả người ở đây, em tuyệt vời nhất. Bác anh cảm thấy không thấy mấy người kia, anh thấy anh Hưng rồi đó thôi, chứ còn mấy người khác, bao nhiêu người không thấy. Trung Vân tuyệt vời, các anh chị. Các bạn có biết rằng là Trung Vân tập mấy tuần nay không nghỉ ngày nào hết, ngày nào cũng hát từ sáng tới tối chứ mà không mệt. Hôm nay mới bắt đầu thấm, nãy giờ là hát hơi lúc mà treo lên cao thì lại là hạ tông xuống. Ngoài cái đó ra là tất cả tuyệt vời. Em gì được chưa? Dạ nửa đi anh. À quên nữa. Có cái vụ này mà hồi sáng anh tập và anh nói rằng là anh nói mà giờ anh nhớ rồi. Dạ. Trung Quân có một cái biệt danh rất là đặc biệt cho quý vị biết rồi, nam nữ ca sĩ. Nam nữ ca sĩ là tại sao? Là nam ca sĩ chỉ hát giọng nữ cho nên là gọi nam nữ ca sĩ. Các bạn thấy nãy giờ đúng tông của nữ luôn, Quân vứt hết. Dạ em là không, em thấy là sau hôm nay em sẽ đổi thành nam ca sĩ nữ được không ạ? Bây giờ em được mời anh nói. Dạ nữ ca sĩ hay mà. Dạ thôi em cũng em bỏ dạ, luôn em chị báo chí từ giờ chốt giùm em nam nữ ca sĩ. Chốt đơn. Hát thôi nha, còn cái kia em không có nói tới nha. Cái kia thì thôi mình bỏ đi. Cái hôm bữa đó hả Quân? Dạ cái hôm bữa đó. À ok. Cái này thôi mình coi như mình chưa nói gì vậy. Thì ngày hôm nay, ồ tự nhiên hát cái bài này nó rất là phù hợp với cái vụ mà căng cốt này luôn mọi người. Còn cái bài, thật ra cái nội dung của bài này nó nói về cái việc mà mình đã biết rồi nhưng mà mình cũng làm như không biết ha. Đúng rồi. Dạ, thì giống như là em biết rồi đó nhưng mà em làm như không biết. Thì cái vụ căng cốt của em. Mặc dù ở đây ai cũng biết. Dạ.